Để không có. Chú giỡn nó đó, còn nhỏ đó. Đưa hai cái lậu lại đi. Nó không có thổi nên dơ quá chút. Thôi không có phát, no. Nhưng mà cũng phải tập cho nó mới được á. Không tập cho nó là về nhà là nó sợ nó lạ. Tiên kìa, có đòi mommy nữa không kìa. Tập cho bú hai cái. Tối nay mình về rồi. Mommy em đây có baby boy rồi, Tiên ra rìa. Thấy lên không có chụp baby giờ toàn chụp. Đứng im. Nó dướng cái dưới chân dưới rồi. Bỏ nó vô trong cái phòng nó lồng lại đi che. Cái này cái của con mình tới xài thì mình tới hết pin không chịu trả. Trời ơi đi lên đây. Thì nó chơi cho mấy con. Chưa có đời ra là có mặt. Bèo chút cà chục hết cho bà nội kìa. Mới ở trong bụng vậy á, chưa ra ngoài ai nựng á, nựng là còn bự á. Anh về làm gì anh về? Ăn gì con muốn ăn gì? Thôi chút gì ăn ăn. Chút chụp lên chút. Chút chụp hình cho bà nội. Che. Đây. Chút chụp. Thắm. Đè. Chụp hai cái luôn, vừa cái bà nội vừa cái bà ngoại luôn. Tối nay qua cho bà mười coi. Chút cầm một cái thôi. Sĩ. Mình nhấm nhét miệng với cái cô miệng chưa, cái ghế vô. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Dành chơi không? Con cầm cái kiểu đó không có được. Con may mắn bây giờ là được, bây giờ cầm cái kiểu đó. Rớt á. À, để nó quánh. Ok. Nên thôi đưa trả lại cho máy nó cho nó mấy cầm đi. Ba đêm cần nó xong rồi. Ngủ á, baby ngủ á. Trời tóc cũng nhiều ghê ha. Để chừng ngày mai về đấy đi hết. Vậy chưa? Tháng sau để cạo được chứ. Tháng. Cái này tôi gọi cũng như là nó nhỏ xíu, cũng như nó rùi thôi chứ phải bớt đâu. Cái bớt là lớn thì con kia thì mới là bớt. Chuyện, mình tại vô còn chính ra. Đi lại đây che cho bà Mỹ bà vô hết. Bỏ nó vô bớt đi. Tôi chặt pin không? Chúng nó là uống miếng nước gừng cảm ơn chuyện qua bên à dạ yeah. Con uống cái ly này trước nè, xong rồi con hận cái đó đổ qua từ đó cho thấm. Đây thì gơ đây là chứ sao đâu, uống hết đi, uống hết cầm về đi, chừng nào mình thích nước nóng nó kêu nó lấy nước nóng á uống. Cái bên thủy mà chân dài nữa, chân dài không dài nè do mà ôi hung kêu tiên hung anh bèo. Ừ, cái chân nó ghét hả? Anh bèo hung như anh bèo. Ừ. Anh bèo. Dài vậy.
Ừ, chân dài lạ vậy. Cái đẻ hay thế nào cũng vậy thôi. Sao mà bằng tiếc luôn. Làm gì nữa đâu? Chừng nào mới ra tường, tầng sao hả? Ừ. Nó có Hồng á, Hồng chở đi. À có Hạnh á, nó có Hạnh chở, gọi đi, cái nào rảnh thì nó chở. Hôm qua kêu chở đi, chở hết nổi rồi, chở về con. Có đi dự ngày ra trường nữa không? Anh giỡn đi ra. Mấy giờ chút? Chị hỏi chị Trúc mấy giờ được what time? What time? Dạ, bây giờ mơ cái chân bé bi có giống tiên không nè, mình dòm chưa? Chị không bé bi đi. Ai ta vậy đó, mình dòm thấy chưa? Không đi tiên, không, không. Không bé bi miếng hay? Không. Nè, không bé bi miếng hay? Không. Nè. Trời ơi, thương quá à. Kiss my feet, girl. Chân bé ơi. Ồ, chân dài hả mày? Gờ gờ, chân bé đi, không đi, không bé bi đi. Nóng nó mới vậy á. Trương yeah. Cái nước nó dơ không có đụng đụng mặt vào. Trông thích kỳ hả mẹ? Bây giờ là nó cứ giật bú rồi ngủ cho lớn thôi. Tóc nhiều quá à. Trời ơi, người ta còn có tắm tóc nhiều tốt có gì đâu. Because he's hairy. Hồi chiều giờ vô mấy chai nước biển rồi. Đỡ á, ít đau vậy đỡ, nhưng mà đau nó quằn quại. Vậy nó chuyển ra đau nhăm nhéo mấy bữa nay rồi. Sao này thấy khỏe 24 hôm nay 24 hả? Hôm nay 25 chút tối này phải ngủ ở ngủ ở đây coi má mì ok. Ở đây xanh này có nay với ngày mai cho về hả? Từ từ nào mà thứ năm thứ sáu hai ngày này.